Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn khi nghe chuyện nó thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ chuyện ma Pháp sư dân Giang Ở tập trước, như các bạn đã biết thì sau khi mà thử thực lực của nhóm người của Đạt thì hai Diệp và tư trạch đã sắp sẵn một âm mưu trên núi Liên Hoa Sơn. và bắt một người trong số hai người bạn hai người này là người bình thường sau đó mới chừa một đường sống cho một người còn lại để cho người đó có thể đi mời được hai vị pháp sư rất là mạnh ở ngoạ long sơn thì hai người này chính là thầy hai kha và thầy ba đức sau khi biết chuyện tuy hai thầy biết là trên liên hoa sơn có ẩn chứa những cái âm mưu thâm độc nhưng hai thầy vì cứu người bắt chấp những cái nguy hiểm đó và đã đi lên Liên Hoa Sơn gặp trực tiếp đấu pháp với nhóm người của Hai Diệp và Tư Trạch. Sau đó, thầy Ba Đức vì muốn cứu người nên đã tự đưa bản thân mình vào dòng nguy hiểm để cho thầy Hai Kha có thể rời đi cùng với Kiên. Thì sau khi mà thầy Hai Kha đi xuống núi lập tức trở về Ngoại Long Sơn với ý định là nhờ hai thầy nhờ thầy của mình xuất sơn để mà cứu thầy Bà Đức. Đến ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Ngày hôm sau thì nhóm người của Đạt. Nhóm bốn người trên một chiếc ghe đang xuôi về phía Liên Hoa Sơn và khi họ ở trên ghe đó đã bàn định với nhau rất là kỹ. Hội Tiệt sư vì muốn sử dụng âm thần để đối phó một pháp sư nào đó Và pháp sư đó đương nhiên sẽ là chính đạo Bản thân nhóm người của Đạt thì không hề biết uh, Trong hội tiệc sư này Khuôn mặt thật của họ là làm sao Bởi vậy khi mà đi đến đây thì mọi người đều đặt cái tâm lý Phải dè chừng tất cả những người Trên cái hành trình mà mình đi đến đây mình gặp bất cứ ai Cũng phải dè chừng và có cái sự đề phòng cần thiết trong lúc mọi người đang bàn luận với nhau về cái vấn đề đó thì ở phía xa xa phía trước có một bóng người đứng ngoắt nhóm người của đạt cũng dừng ghe lại thì thấy đó là một ông già nhưng hồi nãy bao nhiêu cái tâm thế dè chừng bao nhiêu cái tâm thế đề phòng thì trong một giây lát gặp mặt cái ông thầy này thì họ lại vơi đi những cái nỗi đề phòng đó bởi vì trước mặt họ là một cái ông lão nhìn rất là bình thường nhưng đối với những người tu đạo như nhóm người của đạt thì dòm vào biết ông là pháp sư và ông không có dự định che giấu cái điều đó chỉ có cái là khí chất của ông rất là điềm đạm và ôn hòa cộng với mái tóc bạc phơ và hàm dâu bạc dài ông luôn cho người ta một cảm giác yên ổn an yên và bình thản nhất một cái đạo mạo của một pháp sư đã kinh trải qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời vẫn chảy trên từng cái hơi thở. Thì cái khuôn mặt nhân từ đó, cái thái độ đức độ đó đã làm cho nhóm người của Đạt tự động buông lỏng đi cái nỗi đời phòng hồi nào mà cũng không hay biết. Đến khi thầy bước lên trên ghe thì thật sự khi mà thầy dòm bốn người này thì thầy cũng biết. Nhưng mà lúc này á cả bốn người không hề biết được cái người thầy mà mới vừa bước lên ghe của mình xin đi quá gian lại là một trong những bắt đẩu ở giới pháp thuật. Đó chính là thầy Nam Giác. Có điều khi mà thầy lên ghe đó thì thầy vẫn biết nhóm người của đạt là pháp sư, thầy chỉ ngồi và chạy uống trà. Thầy không hề nói một cái lời nào cả. À, được một đoạn thì thầy Nam Giác ngồi tự nhiên thư thái lắm, thầy mới hỏi là các cậu đi đâu mà xuôi ghe đến cái vùng bảy núi này? Khải đang đứng đó và Khải đọt đi cái câu trả lời Bởi vì bản tâm của Khải rất là tốt Nhưng anh luôn có cái sự đề phòng tuyệt đối đối với nhóm hội tự sư Anh mới trả lời là anh nói là tụi con đi văn du và vô tình đến đây thôi Thì khi mà Khải trả lời như vậy Thầy Nam Giác không hề tỏ ra một cái gì đó nó, nó, nó khó chịu cả Thầy cũng không có tiếp tục hỏi và cũng không nói thêm gì Chỉ ngồi nhâm nhi ly trà Xong rồi thầy nói một câu Trà này thì ngon Tuy là có cái vị đắng chát lờ lợ Nhưng uống vào thì mát cổ họng Rồi cái hương vị của trà làm cho thanh thản Tốt, tốt dữ lắm nha Câu nói này hình như không có liên quan gì tới cái vấn đề mà thầy đang hỏi khải nhưng Kiểm nghiệm vào đó sẽ thấy được Thầy Nam Giác đang gợi ý Ý nói là biết được Khải là cái người mà Không có muốn nói ra sự thật Cho nên là khi mà uống vào Thì nó có cái vị chát chát Nó lờ lợ Có nghĩa là không có rõ ràng Thứ hai nữa Nhưng mà uống vào Thì cảm giác nó thanh hương vị nó tốt Và không gây khó chịu cảm giác nó rất là thanh thản có nghĩa nói là mặc dù thầy biết được khải là cái người dè chừng và đã không muốn nói sự thật thì thầy cũng không có hỏi nhưng thầy biết rằng khải giấu che như vậy cũng không có ý xấu bởi vậy khi mà uống cái vị trà vào cảm giác nó rất là thanh thản một cái vị đạo sĩ lừng danh ở vùng bảy núi nói ra một câu nào cũng toàn là ý nghĩa mặc dù mình nghe qua nó không có gì liên quan chứ nhưng mà nhóm người của đạt thì cực kỳ thông minh đạt mới lên tiếng nói à, thưa thầy tụi con có điều khó nói chứ không có phải là muốn giấu che thầy cái gì đâu ông thầy này ông cười ông cũng không trả lời đạt ông mới quay mặt đi hướng khác ông ngồi ông muốn trà tiếp ông chỉ nói vơ vơ một câu á à, tốt tốt còn trẻ mà có đạo pháp tốt lại thông minh tâm tính lại hiền lương nhân hậu được tốt dữ lắm thì ông chỉ nói như vậy thôi và ông không nói thêm một câu nào nữa cứ ngồi như vậy mà uống trà sau đó khi mà đi khuất một đoạn xa rồi thì ông mới chỉ cái tay ra phía trước ông nói các cậu à, cho tôi xuống cái chỗ đó giùm tôi cảm ơn các cậu rất là nhiều từ khi mà ông bước lên ghe thì cũng chưa hỏi được ông đi đâu, cũng không hỏi được cái danh tính ông là gì. Tại vì nhóm người của đạt thấy là biết rồi, à. ông này là 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 pháp sư và một cái người giống như là đạo rất là cao. Và khi ông trầm tư, ông ngồi, ông muốn chào, ông thưởng thức cái hương vị thì nhóm người này là bạc hậu sinh tiểu bối, cho nên là không có dám đá động và làm phiền đến thầy. Bởi vậy bây giờ dù cho muốn hỏi cũng không kịp, thầy đã bước xuống rồi nhưng mà khi mà thầy bước xuống đi dần khuất cái bóng lưng của thầy á thì thầy lại quay ngược trở lại và thầy nói một câu. Ờ, các cậu, tôi có một câu này tôi tặng mấy cậu mà mấy cậu có muốn nghe hay không? Nhóm người của Đạt kể cả Khải, tổng cộng 4 người chắp tay lên và rất là thành kính chờ nghe cái lời nói của một quý vị đạo sĩ uh, bí danh này. Lúc này ông mới thấy cái, cái thái độ của nhóm người của đạt á thì có nghĩa là nhóm người của đạt đã đồng ý và muốn nghe cái lời chỉ dạy của thầy nam giác thầy nam giác mới quay mặt đi không giờ bốn người nữa nhưng mà giọng nói vẫn cắt lên điều điều vừa nói thầy vừa bước đi một câu nói mà uh, giống như là một câu thơ nhưng mà không ai hiểu được cái lý do khi đó thầy muốn nói cái gì quả thế tâm sanh thành quả cũng tâm mà diệt đạo sáng muôn dạng dự hắc ám chẳng đeo hành đạo sáng tâm lơ đảng kề cận vẫn là xa bổn tâm không từ bỏ đạo đó thế mà ra thì thầy nam giác chỉ đọc xuống một cái câu này cho thầy bỏ đi cũng không hề quay lại hỏi là các cậu có hiểu hay không không hỏi chuyện đó nhưng mà nhóm người của đạt khi mà nghe rồi thì đứng yên ở trên ghe một khoảng thời gian khá là lâu và đặc biệt chính là đạt câu nói này gần như là nói để cho đạt nghe vậy những người kia nghe thì họ luôn có những một cái um, kêu bằng là 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 cái ngộ tính của một cái người đang tu đạo thì cái ngộ tính của họ khác còn cái ngộ tính của Đạt gần như là nó rất là gần với câu nói này. Có điều anh chưa hiểu ra là thầy đang nói cái gì. Sau khi mà nhóm người của Đạt dời ghe đi, thầy Nam Giác đã đi rồi mà mà các bạn nên nhớ là nhóm người của Đạt là chưa biết ông này là thầy Năm Giác nha. Sau đó mới dời ghe đi một đoạn. Chỉ đi một đoạn khoảng chừng 5 6 cây số thôi thì ở trước mặt á có một nhóm người bình thường và nhóm người này à, là gia đình của Hải và chú Út cũng như là Kiên. Đưa tay hoàng ngoắt ghe của Đạt vô. Tại sao lại ngoắt ghe của Đạt vô? Thì nguyên nhân luôn luôn có. Bởi vì khi mà hai dịp quà tư chạch thả được Kiên đi rồi đó. Nhưng mà trước đó chúng làm việc rất là kỹ càng. Đề phòng trường hợp mà Kiên có thể rời đi thì sẽ nói với Kiên rằng nếu như mày có May mắn mà thoát nạn đi được đó thì mày nhớ mày phải ở gần cái mé sông, đó là cái đường đi duy nhất để những người ở nơi khác đến Liên Hòa Sơn. Nếu như gặp một chiếc ghe mà trên đó có bốn cậu thanh niên trẻ thì phải kêu họ lại và nói rõ sự tình. Còn bằng không thì gia đình của mày, bạn bè của mày không một ai sống sót cả. Vì lý do đó mà uh, Kiên mới cởi lại cho tất cả mọi người cùng nghe để mọi người đón cái ghe của cô đạt đến. Đáng lý ra kiên đã định nói cho thầy hai kha nghe khi mà đi khỏi liên Hoa sơn cái đêm đó rồi nhưng mà thấy rất là gấp rút anh cũng không nhớ được cái vấn đề đó. Bây giờ anh đã biết rồi thì anh sẽ dừng ghe của đạt lại. Sau khi mà dừng ghe của đạt và cởi lại tất cả mọi chuyện cho nhóm người của đạt nghe thì à, nhớ người của đạt không cần phải nói đều là những người thông minh mà khi trước chỉ có đạt và khải thôi đã có thể đón ra việc này việc kia rồi thì nói gì bây giờ có cả hữu và quân cho nên là vấn đề được làm rõ ra à, một cách rất là nhanh chóng thầy à, ba đức hiện tại đang là con tin và thầy hai kha là người sẽ đi mời thầy Nam giác đến và thầy đâm giác thì có một À, cái người đồng đạo cũng rất là giỏi à, tên là bảy thấu thì chắc chắn hai thầy không thể nào bỏ mặt đệ tử của mình được buộc lòng sẽ đi đến liên Hoa sơn thì họ cũng thắc mắc là cái ông mà mình mới vừa gặp nè có phải là một trong hai thầy hay không nhưng mà vấn đề đó thì hiện tại không có quan trọng nên biết rằng khi thầy ba đức mà bị bắt ở trên đó làm con tin hai diệp và tư Trạch lại muốn thông cái tin này cho nhóm người của đạt nghe cũng là nói rằng nhóm người của Đạt phải lên trên đó. Và đặc biệt cũng giống như ở U Minh thì họ phải đi càng nhanh càng tốt. Nhóm người của Kiên và Khải, gia đình của họ chính là cái mối nguy hiếp ngầm để cho nhóm người của Đạt phải trực tiếp đi lên Liên Hoa Sơn. Mà dù muốn dù không, nhóm người của Đạt cũng chắc chắn sẽ lên đó. Lên để đối mặt với hội tiệt sư, lên để cứu thầy bà Đức. Thì ngay tối đêm đó cả bốn người đưa ra một quyết định đi thẳng lên Liên Hoa Sơn. Và đặt chân đến Liên Hoa Sơn, đây là một trận chiến có thể nói là nhóm người của Đạt phải chiến toàn sức lực của mình. Tất cả cái sự thông minh, cái sự hiểu biết về kinh nghiệm pháp thuật toàn bộ sẽ được triển khai trong buổi tối đêm nay sau khi mà tiến lên liên hoa sơn đi nửa đoạn đường không cần phải nhóm người của đạt phải tìm kiếm ở đâu xa thì đã có những người à, mang mặt nạ có điều những người này mang mặt nạ không có mặt trăng và họ đi xuống giống như thời họ đang chờ đợi nhóm người của đạt đến và khi nhóm người của đạt đến rồi họ chỉ cần nói một câu có bản lĩnh muốn cứu người thì hãy lên đỉnh núi nói xong câu đó bốn người à, không mang mặt nạ đó quay lưng và trực tiếp đi thẳng lên trên núi. Đạt Khải Hổ Quân không ai bảo ai, họ chỉ nhìn nhau và gật đầu một cái. Đêm nay, họ chấp nhận đi theo bốn người này là họ chấp nhận để cái cái mạng của mình sang một bên. Tuyệt đối không để cho những người vô tội bị hại và phải đối mặt với uh, hội tiệc Sư. Thắng bại sẽ được định liệu trong đêm nay. Đến khi mà họ đi lên trên đỉnh núi, cái đường đi thì nó rất là gặp gần và khó đi nhưng đặc biệt khi lên lên trên trên đỉnh núi rồi đó thì ở đó là một gần như một cái rừng trúc. Và xung quanh thì nó có một cái chỗ rất là trống, cực kỳ trống luôn. Cái chỗ này á, giống như là một cái cái chiến trường, một cái bãi chiến trường đã được định sẵn. Đến khi họ bước lên thì đón tiếp họ đồng loạt là hai dịp mang mặt nạ nửa mặt trăng Tư Trạch cũng mang mặt nạ nửa mặt trăng và bốn nhân vật bốn nhân vật này còn mạnh hơn cả bốn 4... tuy là họ không có cái, 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 cái hình mặt trăng ở trên uh, mặt nạ nhưng thực lực của bốn người này á thì đừng nói là Tư Trạch hoặc là Hai Diệp họ sẽ không thua kém bất cứ một người nào mang mang nửa mặt nạ nào ở đây chỉ trừ một người đó là Mười Thạch Mười Thạch nói là một trong à, tứ hộ pháp. Nhưng thật ra ông ta cũng là kim phó hội chủ của hội Tiệt sư. Mười Thạch thì cũng vẫn mang một cái mặt nạ nửa mặt trăng, giống như lời bác Tư Sa khi chưa đã nói, ngoài bác ra còn ba người mang mặt nạ nửa mặt trăng. Đó chính là Mười Thạch, Hai Diệp và Tư Trạch. Ba người này thực lực không cần phải nói và bốn người ở dưới cấp bậc hộ pháp thì bốn người đó thực lực cũng không thua kém gì hai dịp và tư trạch cả bên đây nhóm người của đạt đang đứng đối diện với họ sau khi quan sát không có thêm một cái trợ lực nào gần như là hội tuyệt sư chắc chắn rằng với thực lực của mười, uh, mười thạch hai dịp và tư trạch cộng bốn người đó sẽ đủ sức khống chế và chiến thắng được nhóm người của Đạt. Lúc này nhìn xa xa thì có một bóng người đang giữ thầy uh, uh, Ba Đức ở đó, tuy là nhóm người của Đạt không giờ không biết mặt của thầy Ba Đức, nhưng dòm vào cái cách chối và cái cách thể hiện uh, những gì mắt mình thấy là họ cũng đủ hiểu, đủ hiểu được, muốn cứu được thầy Ba Đức thì phải chiến thắng những người đang đứng chặn đường mình. Lúc này thì không khí trở nên rất là căng thẳng. Đạt Khải Hữu và Quân biết rõ rằng với thực lực của họ, mình muốn chiến thắng thì những gì trước đây mình đã ngộ ra pháp lực bao nhiêu, mình đã, đã đã tăng tiến được thì trong trận chiến này cũng không thể nào giữ lại bất luận một cái gì. Hai bên đã nói rõ, Mười Thạch mới nói rằng các cậu muốn cứu được người thì phải chiến thắng được chúng tôi. Thì giữa hai cái chính và tà không còn cũng không có cần nữa, cũng không cần phải nhiều lời lẽ làm gì để nói ra cho nó dài dòng. Quyết định thắng bại, quyết định chánh và tà, ai là người chiến thắng sau cùng thì phải sử dụng thực lực của bản thân mình. Không để nhóm người bên kia họ chủ động hay là họ làm thêm bất cứ một cái hành động nào, khải đã bước lên phía trước hiên ngang mà nói tôi là khải am hiểu ngãi thuật các người hôm trước ai là người đã yểm ngãi thuật lên người cậu đen câu nói này đã nói rõ ai là người yểm ngãi thuật lên người cậu đen để mà thử thực lực của nhóm người của khải ở u minh hãy trực tiếp bước ra thì tư trạch là cái người đã làm cái việc đó cho nên ông ta mới bước lên phía trước về ngãi thuật tao sẽ đấu với mày khải đương nhiên không có khinh địch bởi vì khải biết rõ thực lực của tư trạch về ngãi thuật á, thì có hơn khải chứ không có thua Khải rõ ràng biết được điều đó nhưng nhóm người của đạt khi lên đây hiển nhiên họ đã có cái sự bàn tính rất là kỹ lưỡng và bàn luôn cả khi mà mình chiến đấu và mình đấu pháp thì sẽ đấu như thế nào lúc này khi đã chọn được đối thủ cho riêng mình rồi khải mới quay mặt lại nhòm giống người của đạt mọi người đêm nay chúng ta sẽ cố gắng đánh bại hội tiệt sư sống chết có số anh em chúng ta không có sợ gì cả đạt hữu và quân đồng thời gật đầu tự động khải sẽ đi sang một hướng mình sẽ nói rõ đây là bốn hướng thì đông tây nam bắc đi khải chọn cho mình hướng nam và đang đứng ở đó chờ tư trạch đến Tư trạch cũng không ngàn ngại Và đã đi đến cái khoảng cách đó Với cái khoảng cách đó Thì khi mà họ chiến đấu Sẽ không ảnh hưởng đến những người còn lại Tiếp theo Bốn tên thầy tà Bên phía hội tiệt sư Hắc khí của chúng trở nên cuồn cuộn Và rất là mạnh Với cái nguồn hắc lực này Khẳng định không thua kém uh, Tư trạch mà thực lực của nhóm người của Đạt thì gần như là bảo hòa ngang nhau Họ có cái thực lực ngang, ngang nhau vậy đó Thì Khải đã chọn được Tư Trạch Mà từ đầu họ suy xét rằng Nhóm bốn người này Khi mà họ hợp lực lại Thì ngoài hắc lực họ có khả năng Họ sẽ có những cái pháp thuật khác Người đứng ra Để mà đấu với bốn người này Phải cực kỳ nhạy bén Và rất là nhiều kinh nghiệm Người đó không ai khác Chính là Hữu hữu cũng luyện hắc lực ảo cảnh chi thực chỉ có thể khi mà chúng ta đấu pháp lợi dụng cái sơ hở cũng như là cái thực lực không trên lệch quá với đối thủ mà yểm lên ảo cảnh chi thực đó nhưng ảo cảnh chi thực chỉ được trong đấu pháp chỉ được có thể là khống chế một người mà đấu bốn người thì quân sẽ không thích hợp với trường hợp này và với kinh nghiệm của hữu đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến, am hiểu về hắc lực và từng một người à, lấy sức một người và đấu lại ba bốn người năm sáu người năm à, sáu dòng quỷ là cái việc đó hữu làm thường xuyên cho nên hữu là cái người thích hợp nhất. Có điều khi mà hữu bước ra đứng đối kháng với bốn người này thì hữu lại không mang tâm, không mang tâm ở một điểm là nếu mình chọn bốn người này để mà đấu thật sự ra hữu không hề sợ gì cả nhưng cái họ hữu sợ đó, là hữu biết rõ hai dịp là cái người đứng bất động không nói cái gì và tâm cơ của ông ta cũng có thể nói là đã hiểu khi mà đen bị chúng ngải thuật và hắc lực rồi trong đầu họ hai dịp là cái người đứng trên tư trạch mà tư trạch đã mạnh đến như vậy rồi thì hai dịp sẽ mạnh hơn và khi hữu đấu với bốn người này chỉ còn lại đạt và quân thì chắc chắn một trong hai người Đạt và Quân sẽ đấu với hai dịp. Nếu như bên kia còn hai người, bên mình cũng còn hai người. Mà 10 thạch thì lại lúc ra là chỉ có 10 thạch lên tiếng à. Thì chứng tỏ 10 thạch là cái người chỉ huy tất cả những người này. Vị trí đó phải để cho Đạt đấu thì hai dịp sẽ để cho Quân đấu. Cho nên Hữu hơi lo lắng bởi vì Quân dẫu sao thì pháp thuật tuy là có mạnh đó nhưng cậu vẫn chưa có kinh qua những cái trận chiến khốc liệt. Hổ mới nhìn Quân nói: "Quân, cậu có tự tin chiến đấu được hay không? Còn không hãy thế chỗ với anh. Sư huynh sẽ thay đợi đấu với hai dịp." Quân lúc này tỏ ra mình không phải là Quân của khi trước. Quân mới bước đến, vỗ à, lên vai của Hữu. "Anh Hữu, sư huynh yên tâm để sẽ không làm hổ danh của thầy câu nói này không cần phải nói nhiều không cần phải uh, tôi là một cái người uh, tôi đã mạnh lên rồi tôi đã vững chãi lên rồi uh, anh đừng có sợ đừng có lo không cần phải nói những cái vấn đề đó chỉ nói duy nhất một câu em nhất định sẽ không làm hổ danh của thầy câu nói này tràn đầy cái sự tự tin và thuyết phục đối với hữu Lúc này Hữu mới cười lên, thằng nhóc. Này, cậu đã lớn rồi. Trước khi mình mà, 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 đấu với bốn người kia thì Hữu đang lấy một cái tâm thế an tâm để mà bước đi. À, nhóm người của à, của Khải và Tư Trạch đang đấu ở hướng đông thì nhóm người của Hữu sẽ đấu ở hướng tây. Nhưng Hữu lại nghiêng về vị trí gần trung tâm hơn. Đây là cũng cái 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 sự bàn tính của họ trước rồi. Bởi vì thực lực của hổ á không thua kém bất luận trong nhóm bốn người này là không thua kém ai cả. Và thậm chí khi mà hổ quyết định à, toàn lực dồn vào hắc lực á thì hổ có khả năng rất là mạnh tuy là, là, là là mình đứng ở hướng tây nhưng sẽ lệch về phía trung tâm để làm gì để khi hữu có khả năng khi mà hữu đã trừ được bốn người này thì hữu sẽ là một cái người tiếp diện nhanh nhất rồi không nói với hữu vì hữu lúc này à, đã đi sang đấu với bốn tên thầy tạ kia rồi lúc này quân mới tỏ rõ cái sự trưởng thành của mình quân mới bước lên tôi là quân am hiểu hắc lực và ảo cảnh trong hai người ai ứng chiến đây là một sự khiêu khích thẳng Và nói rõ tôi là đệ tử Của thầy Ba Thế Mà đệ tử của thầy Ba Thế Không bao giờ là một kẻ yếu nhược Mặc dù đứng trước mặt mình Là hai nhân vật Cấp số hàng đầu của hội tiệt sư Quân vẫn không hề tỏ ra một chút gì là sợ hãi Lúc này Mười Thạch chỉ đưa một cái nhìn Đến hai dịp thì ông ta đã hiểu ý Và bước lên phía trước à, Được Để tao thu phục mày đối với hội tiệc sư hai dịp tâm cơ ông ta cực kỳ sâu và pháp thuật của ông ta còn ẩn chứa rất là nhiều quyền cơ ngoài mười thạch và uh, hội chủ của hội tiệc sư thì gần như là những người ở phía sau không ai biết ông ta còn có pháp thuật ảo cảnh ông ta che giấu rất là kỹ và đương nhiên mười thạch và hai định cũng biết được là hai diệp à, hai định là tên của hội chủ bảo nói ra luôn cho các mọi người dễ hiểu nha hai định là hội chủ mười thạch là phó hội chủ hai người này thấu hiểu được tâm cơ che giấu rất là kỹ của hai diệp nhưng mà họ không hề nói ra đó là một cái điểm đáng sợ tại vì hai diệp tâm cơ sâu nhưng ông ta sâu cỡ nào sâu cũng không bằng một người hiểu được ông ta nhưng lại không nói ra thì chính điều đó đã làm cho hai diệp mặc dù rất muốn phản lại để mà đứng lên nắm giữ hội tật sư nhưng bao năm dài ông ta không hề dám làm điều đó và bên trong của hai diệp còn có một bí mật nữa thì bí mật này khi mà đấu pháp bảo sẽ tiết lộ luôn à, quân và hai dịp đã chọn cho mình một cái hướng nam thì chỉ còn một hướng bắc thôi và trên cái cái, cái bãi chiến trường này thì chỉ có còn có đạt và mười thạch phó hội chủ của hội tượng sư thì không cần phải nói nhiều hai người chỉ dòm nhau và đi đến vị trí cần chiến đấu cuộc chiến này bảo sẽ nói tổng quát lại một xíu nhóm người của đạt thì đã an bài sẵn những cái dự tính của mình và khi đấu pháp sẽ có những cái sự bất ngờ nó diễn ra nhưng trung quy bảo có thể tiết lộ được là à, nhớ người của đạt dòm nhau với cái ánh mắt là khi mà họ đã bàn luận xong rồi không người nào cũng phải tập trung vào chiến đấu với đối thủ của mình chỉ khi thắng được đối thủ của mình thì mới có khả năng trợ giúp cho những người còn lại đó là kế hoạch được đặt ra thêm nữa các bạn có nhớ là uh, khải lúc này đã luyện cho hai điền và úc hiền hai con quỷ ngãi của mình đã thật sự có linh tính thì hai điền và úc hiền sẽ đảm nhiệm một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong khi bốn người đấu pháp thì họ sẽ đứng ở cái vị trí là có thể tiếp ứng cho những nơi đang gặp nguy biến. Nhưng điều này đương nhiên họ sẽ không thể hiện ra. Cho nên là khi mà Khải đấu với uh, Tư Trạch đó, là không có đấu ra hai con quỷ ngải thực thụ của mình. Chỉ dùng ngải thuật để đấu với ông ta thôi. Điền và Úc Hiền sẽ xuất hiện ở những cái thời cơ thích hợp nhất. Còn quan trọng ở đây là họ đã bàn tính rất là kỹ lưỡng. Đạt và Khải cùng với Hữu và Quân là bốn nhân vật đã từng phá đi cái âm mưu về âm thần của hội tiệt sư ở rừng U ừ Minh. Thì chắc chắn rằng họ là tầm ngắm của hội tiệt sư. Nhưng nếu mà suy si cho tận cùng vào tầm ngắm của họ chính xác là ai thì người đó phải là Đạt và Khải. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Đạt và Khải đến đó để mà phá kế hoạch rồi gặp gỡ bác tư xa thì lúc đó quân chưa tới và chưa quen biết được hữu cho nên là hội tự sư khi mà họ nhắm tới là chủ yếu là đạt và khải mà đạt đã từng bị thầy ba thế tìm một cách làm để biến đạt trở lại giống như âm thần tựa hồ của mi giang à, hình thức của mi giang à thì hội tiệc sư sau khi mà bị phá kế hoạch âm thần rồi thì khi mà nhắm vào đạt và khải thì đương nhiên sẽ nhắm vào đạt bởi vì ông ta luyện âm thằng cũng giống như là thầy ba thới luyện à, đạt vậy à, cho nên ưu tiên hàng đầu là phải giữ an toàn cho đạt bởi vì mọi người đều nghi ngờ rằng cái kế hoạch của hội tiệt sư mấu chốt nằm ở chỗ của đạt à, các bạn hiểu không hay là bảo sẽ à, bảo sẽ giải thích thêm một đoạn nữa cho các bạn dễ mường tượng ra thầy ba thới khi mà cho đạt uống trà để làm tâm trí lơ đảng đi biến đạt thành một cái pháp sư không có tình cảm và sẽ trở nên cực kỳ mạnh nó sẽ có cái điểm tương đồng giống với hội tiệc sư luyện âm thần âm thằng ban đầu là 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 một cái âm thằng là có giống như là mẹ của núi rừng vậy đó à, nhìn con cháu của mình là những cái con thú trong rừng rồi cây cỏ qua màu xanh lá sau đó thì bị chặt phá này nọ gợi nên cho âm thần một cái sự tức giận và chính cái sự tức giận này đã hội tiệt sư đã lợi dụng cái điểm đó và đem âm khí và quỷ khí cũng như là quán lực từ khắp nơi dồn vào chỗ đó cho âm thần hấp thụ từ từ thuần quá âm thần. Hai hình thức này nó cũng tựa giống như nhau. Mà khi á Đạt và Khải đã tới và phá đi kế hoạch âm thần mà hội tiệt sư lại chủ động kêu gọi nhóm người của đạt dùng cách này cách kia để đưa nhóm người của đạt lên lên liên qua sơn để làm gì? nếu muốn uh, ban đầu các bạn nhớ đi là hội tiệc sư cái tên hội tiệt sư là giống như là muốn giết hết tất cả những pháp sư chống đối với mình vậy mà khi đã muốn giết thầy năm giác và thầy bảy thấu cần sự hợp lực của âm thần âm thần bị tiêu diệt rồi mà bây giờ lại dụ nhóm người của đạt lên thì chỉ có một nguyên do là bắt đạt luyện thành giống như là thầy ba Thới đã làm mà thầy và lưới thành làm chưa thành công thì nhóm người này sẽ bắt đạt thay vào vị trí của âm thần mới có khả năng đối kháng với những cái pháp sư uh, chính đạo là thầy Nam giác và thầy bảy thấu chứ nếu mà chỉ cần bắt một con tinh rồi kêu hai thầy Nam giác với bảy thấu tới á mà tiêu diệt được họ đã làm lâu rồi chứ đâu có chờ đến bây giờ mặc dù là con tinh đối với nhóm người chính đạo là một điểm yếu chí mạng nhưng dẫu sao là hội tiệc sư họ cũng biết rằng là không có giòn người ta tới đường cùng vẫn làm cho có kẻ hở để cho thầy năm giác và thầy Phải thấu tới chứ nếu mà bắt một người xong rồi nói bây giờ mấy ông á phải đứng im đó để tôi giết hết rồi tôi mới thả người này ra thì ai lại đứng im cho giết thì chung quy là nhóm người của đạt đón ra rằng họ sẽ sử dụng đạt thay cho vị trí âm thần. Tại vì trước giờ họ không dám đối kháng với thầy năm giác và thầy Bế Thấu, bây giờ, giờ họ hành động mà khi họ hành động thì mắc mớ gì? Họ phải đem thêm nhóm người của đạt tới cho thêm cái phiền phức mà không có nguyên nhân bên sau bên trong của nó. Đó. Bởi vậy, nhóm người của đạt bây giờ hiện tại sẽ đấu gì thì đấu nhưng chủ cốt ý là phải giữ an toàn cho đạt. Rồi, đó là bên nhóm người của Đạt, còn bên nhóm người của hội Tiệt sư thì sao? Hội tiệc sư, hội chủ hội Tiệt sư đưa ra một cái lý do và một cái quyết định khiến cho bất cứ mọi người ở thành viên dưới buộc lòng phải nghe theo. Lý do thì ông ta nói rằng á, trận chiến này mọi người phải đấu, đấu để tiêu trừ đi. Phần nào thực lực của phe chính đạo nhưng đó là chỉ là một cái lý do mà ai cũng thừa hiểu rằng một cái lý do nói xuông. Hỏi tiền sư xưa giờ đó là việc trừ chính đạo rồi. Thì cần gì phải tới thời điểm này mới mới, mới, mới mới làm chuyện đó. Cái quyết định của ông ta mới là quan trọng. Ông ta đưa ra một cái mặt lệnh là mười thạch, hai dịp tư trạch và cả bốn ông thầy tà kia không cần biết các người đấu bằng cách nào. Nhưng không được giết chết một trong bốn người này. Không được giết bất kỳ ai. Phải bắt sống. Và đặc biệt, hội chủ hội tiệc sư lần đầu tiên nói với hai dịp. Tôi biết ông có pháp thuật ảo cảnh. Nhưng trong trận chiến đó, ông tuyệt đối không được dùng ảo cảnh. Tại sao hai định lại đưa ra một cái quyết định này. Thì ở tập sau, bảo sẽ giải thích hoàn toàn cái điều đó, điều có nguyên nhân cho của nó hết, cho nên là mọi người yên tâm. À, bảo sẽ giải thích một cách cặn kẽ nhất à, bởi vì tập tiếp theo cũng là tập cuối rồi và trận chiến này sẽ như thế nào và thầy nắm giác và thầy Bệ thấu. Ờ à, cuộc đã lên trên liên qua sơn hay chưa thì bảo mời các bạn cùng à, nghe tập tiếp theo à, sẽ được phát sóng ngay sau đây.